Hello, Cao Bảo Nguyễn Audio xin kính chào tất cả anh em. Hôm nay em làm clip giới thiệu đến tất cả anh em hai con Amly Reserver, Amly Dai. Một con có tên là Harman Kardon 3030C, 330C. Theo yêu cầu của nhiều bạn cần xem nội thất bên trong, em mở nắp và nội soi bên trong với ánh sáng tự nhiên ở ngoài trời để các bác và các vị, các bạn và những người fan audio tham khảo thêm về tình trạng bên trong, zin hay không zin, sửa chữa hay không sửa chữa, hay là như thế nào, thì em cứ lọc trần và mô tả bằng hình ảnh chi tiết rõ nét để các bác cùng xem. Các bác xem chi tiết, đoạn nào nghi ngờ chúng ta có thể bấm dừng và xem kỹ đoạn đó lại. Và khi bắt các bác xem thì nên quay cái điện thoại theo chiều ngang để màn hình nó tràn điện thoại, các bác sẽ xem rõ hơn nhé. Đó, em quay rất là chậm, tụ tị, rồi biến chở, rồi điện chở, tăng phô trong này. Tình trạng là theo mắt thường em nhìn thấy là em chưa có sửa chữa và chưa bị thay cái gì từ nước ngoài, vẫn còn nguyên bản của nhà sản xuất. Đó, tem cờ, rồi dây vợ, rồi sò còn nguyên bản, vẫn còn keo tản nhiệt tốt, chưa có đụng chạm gì. Rồi, đây là con Harman Kardon 330C. Đó, các bác cùng xem nhé. Đây là tình trạng nội thất bên trong của em nó. Đó, còn cái phần dưới đáy thì em cũng rất là ngại mở ra, cho nên là các bác cứ xem phần trên thôi. Thì phần dưới mở nó nhiều ốc lắm, mà phần dưới thì nó cũng chỉ là những cái phần phụ thôi. Phần chính nó nằm ở trên này rồi. Đó, phần chính thì nó nằm ở trên này rồi, cho nên là các bác cũng không cần quan tâm. Vì cái phần dưới nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là những cái dấu hàng của những con điện chở, những con tụ này thôi. Cho nên chúng ta cũng không cần thiết phải mở ra làm gì, vì chúng ta nhìn ở đây là chúng ta có thể thấy được. Vì cái phần dưới cũng chỉ là mối hàng của những con linh kiện này thôi. Mà nếu chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta chỉ cần nhìn ở phần trên này thì chúng ta có thể thấy được là những con linh kiện này nó còn nguyên bản như thế nào. Đó. Nếu chúng ta xem phần dưới thì chúng ta cũng không thấy được cái điều gì, vì phần trên là cái phần linh kiện, cho nên rất là quan trọng, cho nên em quay phần trên. Đó. Và đây là cái hộp radio. Cái hộp này là cái hộp chúng ta dò lấy đài. Đó, em nhích nè ha. Đó. Đây là phần dò lấy đài. Và đây là cái biến thế nguồn. Đó. Vẫn còn vàng nha, vàng xanh bảy màu rất là đẹp. Và đây là hai con tụ lọc nguồn ha. Đây là hai con tụ lọc nguồn 35V 85 độ C. Các thông số như là cái gì MF thì 6800 MF, 35V. Đó. Đây là nội thất của con Harman Kardon 330C. Đó. Đây là nội thất của em nó. Và tiếp theo thì trước khi em đi qua con khác thì em quay kỹ chi tiết cho các bác cùng xem về cái giao diện bên ngoài của nó. Đây, em quay từ góc bên này ha. Đó, sườn của nó là vẫn còn vàng nha các bác, vàng vàng bảy màu đẹp, mặt nhôm cạnh không chảy xước. Nói chung là hàng cũ thì second hand vintage thì chúng ta cũng không đòi hỏi nó như hàng mới được, dù cho là nó có mới đến như thế nào, trừ khi chúng ta lấy trong hộp shop ra thôi thì chúng ta không có điểm trừ. Còn những hàng mà người ta đã có qua sử dụng thì cũng không tránh khỏi cái việc là nó có chảy xước, hay là trong quá trình vận chuyển nó chảy xước. Và đây thì tình trạng con này là vẫn còn đẹp nha, tình trạng là mặt mũi vẫn còn đẹp, không bị một cái lỗi gì. Còn khi chúng ta về nhà chúng ta muốn nâng niu,
chúng ta muốn long lanh, chúng ta muốn những cái nét đẹp nó rạng rỡ hơn, thì chúng ta tự tháo những cái nút này ra và chúng ta lấy RV7 chúng ta lau lại ha. Để vì đồ cũ mà, đồ pin tan mà, cho nên là chúng ta cứ đòi hỏi nó như đồ trong thùng xốp thì nó cũng rất là khó. Vì đôi khi có những món hàng nó còn đẹp và đôi khi có những món hàng nó cũng có những cái xước sắc nhẹ nhẹ. Về cơ bản là em nói như vậy. Con này thì về cơ bản thì nó tổng thể là đẹp nhé. Về tổng thể là đẹp, không có xấu. Đó. Nội thất bên trong 7 màu. Linh kiện bên trong là vẫn còn đẹp. Vâng. Đây là cái giao diện mặt trước tổng thể là các bác đã xem rồi. Thì bây giờ em sẽ quay cái mặt sau của em nó để cho các bác cùng xem nha. Trước khi chúng ta xem cái phần sau thì em dỡ luôn cái phần đít cho các bác cùng ngắm là nó rất là tuyệt vời, nó còn vàng khe. Đó. Cái sắc xi của nó vẫn còn vàng nha các bác, rất là đẹp luôn. Đó. Các bác ngắm nhé, đây là ánh sáng ban ngày. Ban ngày và em để ngoài trời. Đây. Thấy chưa? Các bác thấy không? Sắc xi vẫn còn 7 màu nhé, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi. Nhân tiện thì thôi thì em cũng tháo luôn cái phần đít thì các bác chờ em trong giây lát nhé. Em tháo luôn rồi cho các bác xem rồi các bác yên tâm nhé. Thì nhiều khi các bác kiến thức cũng không có được, các bác nhiều khi cứ yêu cầu em là tháo bung bét ra cho các bác ngắm. Nhưng mà thôi thì mình cứ làm theo yêu cầu của các bác để các bác xem. Để chúng ta xem rồi chúng ta yên tâm khi giao dịch. Và một điều nữa thì em cũng có cân nhắc như thế này. Mỗi một clip em bán hàng, em bán xong cho ai đó thì em sẽ post số điện thoại của cái người mua trước. Ví dụ, em nói ví dụ có một người khách mua cái con Amly Harman Kardon 30C này, 330C này, thì khi giao dịch thành công em sẽ post cái clip cảm ơn cái vị khách đó kèm theo cái số điện thoại của cái người mua cái con này lên trên cái kênh YouTube của em. Bác nào mua sau ở xa thì cứ gọi điện trực tiếp cho cái bác đã mua cái con này của em, hoặc là những cái con khác mà em có post số điện thoại lên, thì các bác gọi trực tiếp cho người đó để kiểm chứng độ uy tín và cái sản phẩm đã mua từ shop của em có đúng như mô tả trên clip hay không. Đó. Cho nên là các bác yên tâm nhé, hàng em bán ra uy tín của em nằm ở đâu? Nằm ở cái vị khách vừa mới mua cái sản phẩm của em. Cho nên các bác chỉ cần gọi điện thoại một cú 2.000 đồng cho một cái vị khách đã mua sản phẩm của em ở xa hay ở bất cứ nơi đâu, họ đã mua đồ của em thì chỉ cần việc gọi họ để kiểm chứng cái độ uy tín và những cái gì em bán cho họ có đúng mô tả hay không. Đó. Cho nên là các bác yên tâm nha. Đó. Nhớ là giúp giùm em một cuộc điện thoại 2.000 đồng chỉ để kiểm chứng độ uy tín bán hàng của em nó có như đúng như những gì em đang làm hay không. Đó. Rồi, và đây là cái mặt sau. Đó. Mọi thứ vẫn còn long lanh. Em chỉ làm thêm cái kệ cộng cảm này để nó bắt sóng tốt hơn. Đó. Và đây là cái phần sau nha. Đó, đánh từ loa 8 đến 16 ôm. Và đây là cổng tín hiệu đi vào input. Và đây là cái cầu chì loa. Cầu chì loa có nghĩa là xảy ra cái sự cố hoặc là quá tải nó sẽ tự ngắt và không ảnh hưởng tới loa. Rồi, cái cổng GND này là cái cổng tiếp đất để chống sét, chống giật, chống tiếp mát và tạo âm thanh sẽ hay hơn nhé. Còn khi nào các bác mà muốn tư vấn thêm cái cổng GND này để làm gì thì các bác chịu khó alo cho em tư vấn thêm nhé. Còn đừng comment rồi đừng có nhắn tin vì em không có thời gian đâu. Các bác chịu khó alo cho em để em hướng dẫn và chia sẻ cái chữ GND này để làm gì, nó rất là hay nha các bác. Nó chiếm đến 15% chất lượng âm thanh nhờ cái cổng này đó. Cho nên là các bác nào muốn biết nó như thế nào thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Em giải thích thêm nhé. Rồi, cảm ơn các bác. Đó. Và đây là cái phần sau nha.
Và đây là cái phần sau và tổng thể nhìn từ sau tới đằng sau này nó có một cái anten. Đây là cái anten. Cái anten này để nó bắt cái đài gì? Nó cứ bắt cái đài AM nha. Còn chúng ta muốn rõ hơn thì chúng ta câu vào đây. Đó. Đây nó có ba cái chạm, thì một cái chạm là chạm mát, chạm còn lại chạm FM và chạm còn lại chạm AM. Đó. Rồi. Và đây là cái phần con Harman Kardon 330C. Và hôm nay em giới thiệu thêm đến các bác một con Omni Realistic STA78. À, em cũng lột trần trụi ra rồi. Và đây là cái vỏ gỗ của em đó. Đó. Vỏ gỗ zin nhé. Còn đây là em lột ra để em sâu nội thất bên trong cho các bác ngắm. Và đây là cái giao diện của nó. Thì con này về hình thức thì tổng thể thì cũng gọi là đẹp. À, chứ không gọi là xuất sắc nhé. Cũng gọi là đẹp chứ không phải là hàng thồn đẹp như giống như là mộng mơ hay là đẹp như trong thùng lấy ra. À, cũng gọi là đẹp. À, sexy là vẫn còn sáng nhé. Con này là chất liệu sườn của nó giống kiểu như là mạ kẽm chứ không phải là giống như cái con bên này là dạng như mạ bảy màu. À, bên này cái sườn của nó là kiểu như là tôn mạ kẽm. À, nó xanh xanh trắng 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 chứ nó không phải là kiểu như bảy màu như con Harman Kardon. Con này thì chất âm rất là hay. À, con này chất âm rất là hay. À, cũng xài hai tụ một biến thế và bốn con sò nhỏ nhỏ ở đằng sau này. Đó, bốn con sò, đó, bốn con sò nhỏ nhỏ. Đó, bốn con sò sắt nha. Chất âm rất là hay. À, vì em đã nghe con này rồi. À, em đã nghe con này rồi và đã bán con này qua rồi. Cho nên em hiểu chất âm của nó. Và đây là cái mặt FM. À, ở đây nó còn cái tấm kiến nữa nha. Còn cái tấm kiến nữa. Mà hiện tại thì em đã tháo ra vệ sinh, em chưa có gắn vô. Cho nên là em bây giờ em cứ tháo banh ra như thế này để cho các bác cùng xem. Và sau khi xem xong, nội soi xong, thì em sẽ làm cái clip test hai con này. Thì em sẽ gắn đầy đủ trang nghiêm cho hai con này cho để các bác cùng xem. À, bây giờ chủ yếu là em soi nội thất thôi. Em soi nội thất cho các bác ngắm. Cho nên là các bác cứ ngắm nghía cái phần ruột của nó là chính. À, sau khi ngắm nghía hết cái clip này rồi, em sẽ làm thêm một cái clip nữa là em test hai con này. Đây là cái phần radio. À, con hai con này nó đều có radio nha, có FM AM full tần số. Hai con này nó là hàng xuất Mỹ, điện 120V. Đó. Rất là đẹp. Con này có cái tên model là STA78. Con này thì nó chỉ có một cái vỏ gỗ và phần dưới của nó chúng ta cũng không cần phải mở nắp đít như con Harman Kardon 330C. À, con này thì nó chỉ có một cái vỏ gỗ duy nhất. Đó. À, vỏ gỗ long lanh luôn. Và nó thì chỉ có nhét vào trong cái vỏ gỗ đó là xong. Cho nên là khi tuột ra khỏi cái vỏ gỗ là chúng ta thấy toàn bộ ruột gan của nó. Và đây là cái nội thất của em nó. Phần trên thì chúng ta thấy rồi, phần dưới thì đây. Tất cả vẫn còn nguyên bản, chưa động chạm, sửa chữa hay thay thế bất cứ một linh kiện nào ở trong này. Hàng em bán ra, cái gì chưa sửa nói chưa sửa, cái nào có sửa nói sẽ là có sửa. À, cái nào lai, cái nào hư, cái nào cái gì thì em sẽ nói rõ quan điểm. Vì khách hàng mà, đôi khi mình lừa lọc cũng chẳng được gì mà mất uy tín, làm ăn nhờ cái uy tín. Cho nên là các bác cứ yên tâm nha. Đó, em quay rất là chậm để các bác xăm soi, tìm tòi, bới móc để tìm những cái lỗi của nó hoặc là những cái điểm mà bị sửa chữa mà em nói là không sửa chữa. À, các bác cứ coi kỹ nha, xem kỹ với trình độ của các bác. Nếu như các bác đánh giá được thì các bác cho em một cái phản ứng kịch liệt. Ồ, hàng zin hay là hàng lô hay hàng sửa chữa. Đó, rồi. Và đây là cái phần dưới của con Realistic STA78. Con này rất hay nha các bác. Em nói cho biết các bác là con này rất hay. À, riêng con Realistic STA78 này đánh rất hay.
vì em đã được nghe qua và đã test qua nhiều lần. À, và đây là cái bình hồng sườn của nó có cái tem này ha, Caution for Continuous. À, tiếng Anh em đọc cũng dở lắm, thôi em không đọc nữa. Rồi. À. Rồi, sau khi em nội soi phần trên phần dưới rồi, bây giờ em hạ mề nó xuống rồi bắt đầu em sẽ quay cái đít nữa là chúng ta kết thúc clip ở đây. Em có hơi lan man thì cũng các bác cũng thông cảm nha. Vì nhiều khi mình quay nội thất mà mình nó ngắn gọn quá xem không kịp rồi cũng nói là cho xem lại, nó cũng mất thời gian của em lắm. Vì mỗi lần tháo ra rồi ráp lại rồi nó nhiều cái thời gian lắm. Vì em còn nhiều việc lắm. Sau cái clip này là em còn đóng hàng nữa. À, em đóng một bộ bô đi Hải Phòng cho một bác ở Hải Phòng đã chuyển tiền mua bộ bô AM5 Series 3, đã chuyển khoản đủ tiền, không cần COD vì các bác đã kiểm chứng số điện thoại ở trên tường, trên những cái bài đã bán hàng, đã bán qua cho những vị khách trước và họ đã kiểm chứng em là người có uy tín, cho nên họ đã chuyển tiền để em đóng hàng. Cảm ơn Nguyễn Minh Mẫn, cảm ơn anh nha. Một anh trai ở Hải Phòng đã chuyển tiền cho em. Rồi. Rồi. Bây giờ là đây là cái phần đít nha, xong ha. Rồi. Có tất cả các cổng ra vào đầy đủ. Không thiếu cái gì hết. Phono AUX. Em quay rất là chậm để các bác xem nha. Rồi, em quay thêm một lượt nữa ở dưới đít nha. Em quay rất là chậm nha. Các bác chỗ nào không rõ, các bác cứ dừng cái điện thoại lại, dừng lại, bấm hai cái nút mà hai gạch á thì sẽ dừng lại và các bác xem kỹ từng chi tiết. Rồi. Và một lần nữa em cũng chia sẻ một chút xíu với các bác rằng là một con âm ly zin và một con âm ly bị không zin nó khác nhau ở chỗ nào. Nó khác nhau ở chỗ là gì? Khi chúng ta thay một con linh kiện không đúng đời, không đúng chỉ số, không đúng model thay vào trong cái con âm ly đó thì mới gọi là nó bị lai, chứ không có gọi là lô. Nó gọi là lai thôi, có nghĩa là thay không đúng thì gọi là lai thôi. Còn chúng ta thay vẫn đúng chỉ số, vẫn thay đúng tất cả những gì mà của cái âm ly đó nó bị hư. Ví dụ như nó thay một con điện trở thì cái con điện trở đó nếu như nó vẫn đúng đời thì chúng ta vẫn không ảnh hưởng gì. Ví dụ như đây, ở đây em cũng nói sơ qua, ở đây nó có bốn con điện trở gốm hiệu Honda. Các bác hay không? Honda nó cũng làm điện trở nha. Điện trở Honda rất là hiếm trên thị trường, trừ khi những con âm ly cổ này nó mới có thôi nha. Con âm ly cổ nó mới có thôi. Rồi. Em quay chi tiết chậm rãi kỹ càng, các bác ngắm nghía, soi mói, tìm tòi bới móc. Để ra những cái lỗi mà trong quá trình quay em nói không ra được thì các bác cứ phản ánh với em nha. Cảm ơn các bác chân thành đã góp ý. Rồi, trong quá trình em làm có điều gì sơ suất hoặc là những gì chưa phải, hoặc là những gì chưa ưng ý các bác, mong các bác bỏ qua và inbox qua Zalo của em 090 782 7899, góp ý cho em để em làm hoàn thiện hơn cho các bác. Cái clip này em làm hơi dài nha. Nói hơi lan man thì cũng mong các bác là hiểu rằng là tâm sự của em về mọi thứ. Chủ yếu là lột tả được hai cái con âm ly để cho các bác xem. Rồi, xong. Bây giờ các bác nào xem xong rồi thì phần ruột gan thì các bác cũng thấy rồi. Thì chúng ta bây giờ chỉ cần còn cái phần test âm thanh và chúng ta chốt hạ với em qua inbox 090 782 7899.
có Zalo, địa chỉ giao dịch tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, con này có hai con tụ, một biến thế và bốn con sò than. Và con Realistic STA 78 cũng có hai con tụ, một tăng phô và bốn con sò nhí. À, bốn con sò nhí nha. Bốn con sò sắt. Rồi. Con nào nó cũng có cái hay của nó nha. Không có con nào dở, quan trọng là chúng ta phối ghép với bộ loa nào. Rồi. Em xin dừng ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi.